Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng đến với của mình. Ở trong thế giới nước hoa thì đôi khi chúng ta gặp rất nhiều dòng sản phẩm có cái tên gần như là giống nhau và chỉ thay đổi nhau một chút thôi. Ví dụ như là Chanel Alu Homer, Chanel Alu Sport, Chanel Alu Sport Extreme, hoặc là Chanel Alu Edison Blanche, đó, hoặc là Acqua di Gio, Acqua di Gio Profumo, Acqua di Gio Absolute, đó, rất nhiều những cái chai kiểu như thế. Vậy thì nó là cái gì? Và có phải là những cái chai mới ra thì sẽ luôn tốt hơn so với bản gốc hay không? Thì trong cái video này mình sẽ giải thích một chút để cho các anh em cái thuật ngữ nó là flanker, và mình sẽ giới thiệu một số chai nước hoa đôi khi nó thành công hơn so với bản gốc và đôi khi nó lại thất bại hơn so với bản gốc. Trước tiên chúng ta cần phải biết flanker là gì. Flanker nói một cách đơn giản đó là những cái phần tiếp theo, là những cái chai thế hệ tiếp theo dựa trên phiên bản gốc, dựa trên cái thành công đầu tiên của nó. Vậy thì tại sao lại phải có những cái chai phiên gọi là phiên bản flanker này? Thì nó có rất là nhiều lý do, thế nhưng ở đây thì mình sẽ nói ngắn gọn cho các anh em hai lý do chính. Đó, lý do đầu tiên đó là để ra mắt mùi hương, thì các nhà nước hoa họ phải tốn rất nhiều thời gian, tốn rất nhiều công sức, nhân lực, trí lực và tiền bạc để có thể tạo một thành công một mùi hương. Nhưng cái thời mùi hương đó khi mà ra mắt ngoài thị trường nó có đạt được cái good business hay không, nó có đạt được doanh thu tốt hay không là một câu chuyện rất là khác. Và để đảm bảo cho cái ít nhất là về sự an toàn về tài chính, thì thay vì đầu tư một cái mùi hương mới thì họ sẽ dựa trên ví dụ một chai đã thành công trước đó của thị trường, và họ sẽ ra mắt những cái phiên bản tiếp theo, thế hệ tiếp theo, chỉ thay đổi một chút nốt mùi đó. Ví dụ như bây giờ là chúng ta đang có một cái chai nước hoa A chẳng hạn, rất là thành công ngoài thị trường, nó có cái mùi hương Shopee một chút tươi mát. Và bây giờ chúng ta sẽ vẫn dựa trên cái basic đó, chúng ta sẽ vẫn dựa trên cái căn bản đó, chúng ta cho thêm một chút gỗ đi, hoặc là một chút cây nồng đi, đó, để cho ra mắt thế hệ tiếp theo là chai B đó. Thì cũng dựa theo công thức đó, các nhà nước hoa họ sẽ thay vì phải tốn tiền bạc để đầu tư thì họ sẽ do ra mắt những phiên bản flanker dựa trên những cái phiên bản gốc đã thành công ở thị trường đó. Lý do thứ hai đó, họ sẽ không phải mất quá nhiều tiền để quảng bá sản phẩm, bởi vì những sản phẩm gốc cũ của họ vẫn đang vốn dĩ là thành công trên thị trường, thì cái việc họ ra mắt thế hệ tiếp theo cái dòng sản phẩm đó là cái chuyện hết sức bình thường, và họ sẽ không cần phải ví dụ như là tiêu tốn quá nhiều tiền để marketing để giới thiệu cho mọi người, mà chỉ cần một chút xíu thôi là mọi người cũng đã biết. Do đó flanker tóm lại đó là một thuật ngữ để chỉ những cái thế hệ tiếp theo dựa trên những thành công của sản phẩm cũ. Và lý do tại sao có flanker thì mình đã nói ở trên, tóm tắt nhanh đó là các nhà nước hoa họ sẽ không phải mất quá nhiều tiền để tạo những cái mùi hương mới, mà chỉ cần dựa trên một cái basic cũ là ok, có thể cho ra mắt một dòng sản phẩm mới. Và cái thứ hai đó là tiền của marketing cũng đỡ hơn rất là nhiều. Và đối với những nhà nước hoa designer thì họ luôn ưu tiên về những thành công trên thị trường hơn là những nhà nước hoa niche hoặc indie, nơi mà họ tôn vinh tính nghệ thuật, tôn vinh về cái cảm hứng, cảm xúc cá nhân. Đó, lỗ lãi là cái chuyện tính sau, còn thì mình phải pha mùi theo ý của mình, nơi đấy là nơi mà họ ưu tiên hơn. Còn đối với những nhà nước hoa designer thì không bao giờ có cái chuyện giống như ông chủ của thương hiệu Slumber House lỗ bao nhiêu tiền mà không biết, chỉ biết là lỗ thôi. Thì với những nhà nước hoa designer thì họ không bao giờ để cái vấn đề đó xảy ra. Đối với họ, good business, đạt được mục tốt là cái yếu tố đầu tiên. Vậy flanker có phải luôn luôn xuất sắc hơn phiên bản cũ hay không? Đôi khi nó là có và đôi khi nó là không. Và trong cái video của mình ngày hôm nay thì mình giới thiệu cho anh em top 10 chai nước hoa, mà trong đó có những chai nước hoa vượt lên và có những chai nước hoa lại lùi xuống một chút so với phiên bản cũ. Ok, let's go. Ở vị trí số 10 đó là Mont Blanc Legend. Đây là chai nước hoa đầu tiên của dòng sản phẩm Mont Blanc Legend, với cái tinh thần mùi hương của một người đàn ông điềm đạm, chín chắn, đó, đã có sự trưởng thành. Và sau đó thì họ đã ra mắt rất nhiều phiên bản flanker, ví dụ như Mont Blanc Legend Night, Intense hoặc là Spirit. Nhưng đối với cá nhân quan điểm của mình thì tất cả phiên bản flanker đó đều không thể vượt qua được phiên bản gốc này. Bởi vì đôi khi ví dụ như chai Spirit thì cái cách làm mùi của nó na ná với Paprobani Invictus hoặc là Gin and Blue, và mình không thích lắm. Do đó đối với cá nhân quan điểm của mình thì Mont Blanc Legend vẫn là chai nước hoa ok nhất trong dòng sản phẩm Legend của nhà nước hoa này. Còn tất cả những phiên bản flanker lại, nó có thể là tốt nhưng đối với mình thì không thể vượt qua được chai gốc đó.
Trang qua số 9 đó là Pacoraban Invictus Aqua. Đây là phiên bản flanker của dòng sản phẩm Invictus của nhà Pacoraban. Nếu như ở phiên bản gốc là một cái mùi hương quá đậm, quá ngọt, khi mà sử dụng thì chúng ta sẽ bị hạn chế rất là nhiều, bởi vì mình sẽ phải chọn ví dụ như ở một không gian rộng hoặc là đi ra ngoài. Còn nếu mà sử dụng cho office hoặc đi hẹn hò ngồi cà phê trong không gian hẹp thì xì chai nước hoa đó rất là khó. Thế nhưng với cái chai Pacoraban Invictus Aqua này thì nó đã cải tiến đi rất là nhiều. Có thêm một chút hương nước biển thơm mát, thanh và nhẹ nhàng. Do đó khi mà chúng ta ngửi mùi hương này, chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất là nhiều, thư thái hơn rất là nhiều. Và tất nhiên rồi, nó có cái sự linh hoạt hơn rất là nhiều so với phiên bản cũ. Với cá nhân của mình thì mình đánh giá đây là phiên bản flanker tiến bộ hơn so với chai nước hoa đời đầu, đó là Pacoraban Invictus. Ở vị trí số 8 đó là Prada Luna Rossa. Có rất nhiều phiên bản flanker, ví dụ như Luna Rossa Sport, Luna Rossa Carbon, vân vân, rất là nhiều. Thế nhưng cá nhân mình thì mình vẫn thích phiên bản đời đầu này, bởi vì với cái mùi hương có oải hương và một chút fresh spicy, cay nồng nhẹ một chút, thì đây cái mùi hương cực kỳ thích hợp cho giới văn phòng của chúng ta. Anh em nào nếu mà đi làm mà xịt mùi hương chai nước hoa này, nó rất là thanh lịch, nó rất là dễ chịu khi mà ngửi. Còn lại những phiên bản còn lại flanker, ví dụ như mình không nhớ chính xác là như là Prada có một chai nó lại là clone của Dior Sauvage hoặc là Luna Rossa Sport. Mặc dù có tên Sport thế nhưng phiên bản mùi hương đấy nó không có một cái gì đấy, nó có tính thể thao, nó có tính power, nó có tính strong cả. Mùi nó cũng nhẹ nhàng. Và đối với mình thì mình không thích cái kiểu như thế. Do đó Prada Luna Rossa vẫn là luôn luôn là chai nước hoa đời đầu xuất sắc trong cái dòng Luna Rossa này. Ở vị số 7 đó là Spice Bomb Extreme, cực kỳ đậm đà, cực kỳ là ngọt ngào. Phiên bản gốc của nó là Spice Bomb đã rất là thành công rồi, và đối với cá nhân của mình phải đánh giá một cách công bằng, đó là Spice Bomb Extreme này cũng là một cái flanker rất là xuất sắc. Cho đến hiện tại bây giờ thì mặc dù nhà Victor Rose này đã có ra mắt một số các phiên bản khác của Spice Bomb, thế nhưng tất cả những chai nước hoa đó đều không thể vượt qua được bản gốc và cũng không thể vượt qua được phiên bản flanker tiếp theo này của nhà Victor Rose, đó là Spice Bomb Extreme. Rất là ok, đặc cực kỳ thích hợp sử dụng trong mùa đông lạnh lẽo ở Việt Nam mình đó. Ở vị trí 6 đó là Narciso Rodriguez Fahim. Nhà Narciso này nên cân nhắc cái thế mạnh của mình ở cái phiên bản đời đầu này hơn là những phiên bản flanker tiếp theo. Ví dụ như với EDP thì nó quá đậm, quá là già. Còn với phiên bản Blue Noir thì nó có một chút na ná giống với Gentle Icon của Cartier Declaration và một chút của Terra Image. Tất nhiên mình không nói nó giống hoàn toàn, nhưng cái cách làm mùi nó hơi na ná một chút. Còn với Narciso Rodriguez Fahim này thì nó rất là đặc biệt, cực kỳ thích hợp sử dụng cho những ngày mưa phùn, trời nó hơi nồm mưa phùn ở mình, thì khi mà chúng ta xịt mùi hương này, anh em sẽ cảm thấy nó có một cái sự khác biệt hoàn toàn đối với phiên bản flanker còn lại. Do đó ở vị trí số 6 mình vẫn luôn đánh giá Narciso Rodriguez Fahim là chai nước hoa đời đầu vẫn là xuất sắc, còn phiên bản flanker tiếp theo thì vẫn chưa thể nào vượt qua được nó. Ok, ở vị trí số 5 đó là Dior Homme Intense. Chai nước hoa này là thế hệ tiếp theo của Dior Homme với mùi hoa diên vĩ. Thế nhưng đối với cá nhân của mình, đây là phiên bản flanker cực kỳ xuất sắc. Mặc dù nhà nước hoa Dior này trong cái line này họ ra mắt rất nhiều, ví dụ Dior Homme Colonial, Dior Homme Offerman, Dior Homme Perform, nhưng với cá nhân quan điểm của mình thì Dior Homme Intense này vẫn là xuất sắc nhất. Khi mà chúng ta ngửi chúng ta cảm thấy rất là sexy, manly cũng có, sexy cũng có. Mình rất là thích sử dụng mùi hương chai nước hoa này vào những ngày mùa đông. Ví dụ như cái tầm Noel ấy, khi mà chúng ta xịt mùi hương chai nước hoa này rất là ok. Do vậy, đây là phiên bản flanker rất là xuất sắc. Mặc dù là bản original của nó cũng đã là tốt rồi, thế nhưng Dior Homme Intense còn xuất sắc hơn đối với cá nhân của mình là thế. Ở vị số 4, đây là bộ đôi sản phẩm của nhà Thierry Mugler. Chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến đây đó là Thierry Mugler Pour Malt. Khi mà nói đến rượu, chúng ta sẽ phải nói đến chai nước hoa này. Khi nói đến dòng sản phẩm Amen của nhà Mugler thì chúng ta cũng sẽ phải nói đến chai nước hoa này. Anh em nên mua chai nước hoa này. Đó là tất cả những gì mình có thể nói về chai nước hoa Pour Malt. Và 3 năm sau đó, chai nước hoa này được ra mắt vào năm 2008. Và 3 năm sau đó thì Pour Hava được ra đời. Đây là phiên bản flanker đánh giá đối với mình xuất sắc nhất trong dòng sản phẩm Amen. Sau đó có rất nhiều những Pour Oud, Ultra Zest, nhưng mình không hề thích những cái chai flanker đó. Đối với mình thì chỉ duy nhất Pour Hava này có thể sánh ngang được
hơn thì mình không nắm chắc, thế nhưng chỉ có Pure Run này có thể sánh ngang được với phiên bản original của dòng sản phẩm Amen của nhà Mugler, với cái mùi hương thuốc lá và mật ong cũng có thể gọi là kinh điển. Khi chúng ta list ra những cái chai nước hoa của thuốc lá thì Pure Run nếu mà thiếu sót thì là đấy là một cái đáng trách rất là lớn luôn đó. Thì đối với mình thì anh em nên sở hữu hai chai nước hoa này, Pure Mart và Pure Run của nhà Mugler. Ở vị trí số 3 đó là Tom Fornoy Extreme. Đây là phiên bản flanker tiếp theo của Tom Fornoy, và mình thực sự là mình thích bản này hơn là bản original, bởi vì Tom Fornoy nó quá là già, nó quá là dừ, nó quá là khó để sử dụng. Mình nghĩ là phải tầm 50 tuổi mới có thể sử dụng chai nước hoa này. Nhưng đối với Tom Fornoy Extreme này thì là hoàn toàn khác, với cái mùi hương vani ngọt ngào và hơi ngậy ngậy một chút, cực kỳ thích hợp sử dụng, khá là đa dụng. Ý mình là khá là đa dụng, và đối với mình đây là phiên bản xuất sắc hơn phiên bản cũ Tom Fornoy Extreme. Tiếp theo nữa đó là Lanie de Lôme. Nhà Yves Saint Laurent này đã ra mắt rất nhiều Le Parfum, Le Intense ADP mình không nhớ, nhưng rất nhiều phiên bản flanker. Nhưng mình nghĩ là họ chỉ cần nên thu hồi lại hết những chai nước hoa đó, và chỉ cần giữ lại Lanie de Lôme là đủ. Mình không có gì để nói về mùi hương chai nước hoa này, đó ở vị trí số 2. Và cuối cùng Prada Lôme. Đây là phiên bản tiếp theo của Prada Lôme, và so sánh với nữa của nó là Prada Lôme Intense đó. Nếu như ở phiên bản Prada Lôme nó cũng đã rất là tốt rồi, thế nhưng nó khá là kén người ngửi, bởi vì với cái mùi hoa diên vĩ là một chút amber, khi mà mới xịt lần đầu sẽ cảm thấy nó hơi khô và khó ngửi. Thế nhưng với phiên bản Lôme này nó đã có thêm một chút citrus, đó là cam, và một chút powdery, mùi hương nó mềm mại hơn, nó dễ ngửi hơn. Do đó đây là một cái cải tiến rất là tốt của nhà Prada trong cái sản phẩm Lôme này. Và cuối cùng mình nghĩ đây là chai nước hoa tiến bộ hơn so với phiên bản gốc của nó, Prada Lôme. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ với anh em thuật ngữ flanker trong nước hoa và top 10 chai nước hoa xuất sắc hơn hoặc kém hơn so với phiên bản đời đầu. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy vui và giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.